Có một điều thú vị đặc biệt ở ba đoạn clip này, đó là nếu so sánh hình ảnh ở đoạn clip thứ nhất và thứ hai thì hai chú chó này là một và vẫn cùng một người phụ nữ chở thú tham gia giao thông. Ở clip thứ ba vẫn là chiếc xe đó, vẫn là một người phụ nữ, chỉ có duy nhất một sự khác biệt là lần này không phải là chú chó màu vàng ban đầu. Chưa hết, đoạn clip thứ nhất và thứ hai vẫn còn thêm một điều bất ngờ khác. Đó là ngồi phía trước người phụ nữ này là một em nhỏ cỡ 5 đến 6 tuổi. Như vậy là cùng một chiếc xe, cùng một người điều khiển xe, nhưng có đến 3 lần hành động chở chó phía sau xe được tình cờ ghi lại. Không những thế, chiếc xe còn chở theo cả trẻ nhỏ. Chú ngựa này xem ra cũng có ý thức khi tham gia giao thông. Nhưng không hẳn thế. Chú ngựa chỉ dừng lại một lúc và ngay sau đó thì bất chấp cả đèn đỏ. Giữa làn xe đang lao đến từ bên trái, cả người cả ngựa hùng dũng tiến lên. Hãy nhìn người điều khiển ngựa này, có lẽ điều khiển ngựa chạy trên phố, vượt đèn đỏ và nghe điện thoại di động như thế này mới là phong cách. Chú ngựa dường như đã quen với việc tham gia giao thông như thế này, nhưng nó cũng có vẻ hơi lúng túng trước làn xe đông đúc. Nếu như chú ngựa này hoảng sợ bởi các phương tiện, bởi tiếng còi xe, liệu chuyện gì có thể xảy ra? Và đây rất có thể là câu trả lời. Có thể thấy rõ chú ngựa này đang hoảng sợ. Và hai bên, đằng trước, đằng sau là những người đang cố gắng làm cho chú ngựa dừng lại. Và thật đáng mừng, có vẻ như họ đã làm được. Nhưng bất ngờ, chú ngựa quay đầu chạy tiếp mặc cho những nỗ lực của anh cảnh sát giao thông kia. Và tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn khi mà chú ngựa chạy vào đoạn đường có các giao cắt. Lúc này đang có rất nhiều người cùng nỗ lực chặn chú ngựa sổng chuồng. Thêm một lần nữa, chú ngựa quay đầu bỏ chạy khỏi sự dồn bắt. Đây là những hình ảnh được ghi lại bởi một camera hành trình gắn trên xe ô tô. Tốc độ ô tô hiện nay là khoảng 45 km một giờ. Ở thời điểm hiện tại, con đường về đêm rất vắng người qua lại. Người lái xe ô tô và người phụ nữ chạy xe gắn máy cũng đều đang đi đúng phần đường của mình. Thế nhưng... đây chính là nguyên nhân của cú ngã tóe lửa này. Một chú mèo trắng. Khi nhìn vệt lửa tóe lên từ chiếc xe gắn máy, có thể thấy cú ngã là rất nghiêm trọng. Thật khó tin, nhưng sự thật vụ tai nạn này được gây ra chỉ bởi một chú mèo trắng mà thôi. Một đàn bạch mã đang ung dung phi nước kiệu giữa đường phố. Còn các phương tiện giao thông thì phải cố gắng né tránh để nhường đường cho màn vượt lên của những chú bạch mã. Điều đáng nói, những chú ngựa này di chuyển trên đường mà không cần có một sự giám sát từ bất kỳ ai. Đây là trường hợp hy hữu vì một lý do bất khả kháng nào chăng. Trở lại trước đó, đàn ngựa trắng xuất hiện bên làn ngược chiều và dường như đã thành phản xạ khi đến đoạn quay đầu. Những chú ngựa từ từ chuyển làn đường, có vẻ như đoạn đường này khá quen thuộc với chúng. Thậm chí dù xung quanh có rất đông xe cộ di chuyển, những chú ngựa này vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Hay cả khi đàn ngựa vô tình rẽ vào một con đường khác, nhưng chúng nhanh chóng tự mình nhận ra và lập tức chuyển hướng mà không cần một sự giám sát nhắc nhở nào.